Kính thưa quý vị khán giả, hôm nay Lan Thiện tiếp tục làm cầu nối để giúp cho người phụ nữ đáng thương này tìm lại đứa con trai của mình. Cậu ta sinh năm 1996, cũng nhiều năm rồi. Cậu thanh niên tên Đạt này sống ngay giữa trung tâm Sài Gòn, cụ thể là quận 10 thành phố Hồ Chí Minh. Bất ngờ đi đâu mất tích suốt nhiều năm. Mà điều đáng thương nhất là chị Phượng, người mẹ này, vì một cái hoàn cảnh không may, vì chị dính vào vòng lao lý, mà đó là cái khoảng thời gian mà chị không thể nào ở cạnh để mà chăm sóc lo cho các con, và đứa con trai này đã vụt khỏi tay chị từ thời điểm đó. Em chào chị. Thì em cũng nghe được cái hoàn cảnh của chị rồi, hôm nay em đến đây để em chia sẻ cái thông tin này và đưa những cái hình ảnh này để cộng đồng mạng người ta có thể xem. Ai biết được con trai chị thì sẽ tìm. Thưa chị, thì chị có thể chia sẻ về cái câu chuyện mà chị bị thất lạc con là cậu Đạt sinh năm 2016 như thế, 1996 như thế nào không, thưa chị Phượng? Lúc mẹ con tôi đi Singapore, để tới khi tôi về nước thì năm 2010, ngày 11 tháng 10 năm 2011 là tháng 10 á, là tôi bị bắt. Thì lúc đó tôi bị bắt thì con tôi bên Singapore mới dẫn mấy đứa em mới về nước. Thì nó dẫn về nước xong thôi thì cha ghẻ nó thì dẫn hai đứa em nó đi để mình nó. Từ lúc đó giờ là mất liên lạc tới khi tôi về luôn. Tôi về tôi đi tìm kiếm con tôi hoài không được. Dạ. Thưa chị Phượng, chị mới vừa chia sẻ rằng chị cùng với lại người con trai tên Đạt là sinh năm 96 và hai người em của Đạt sống ở Singapore hả chị? Bốn anh em, Phi, Đạt. Bé Phi, Đạt, rồi Tài, Vân. Dạ vâng. Bốn người luôn. Là thời điểm mà trước năm 2010 là mẹ con chị cùng ở bên bển luôn. Bên Singapore. Thì lý do nào mà đang ở Singapore mà chị lại về nước? Tại vì lúc đó tôi còn mẹ già bên này. Dạ. Rồi với tôi với bà Phi, thằng trai lớn về bên nước bên này. Dạ. Để bán cái nhà của Tây Ninh á, Bình Dương á. Thì bắt đầu tôi bị bắt. Dạ, thì lúc mà chị về nước cùng người con trai lớn thì lúc đó bạn Đạt là bao nhiêu tuổi mà phải là thay mẹ và thay anh để chăm hai đứa em nhỏ? 15 tuổi. Ồ, lúc đó Đạt mới 15 tuổi à? 15 tuổi. Nhưng mà thời điểm đó ở xứ người giao một cái hai đứa em nhỏ cho một cái cậu thiếu niên mới có 15 tuổi thôi thì chị có thấy an tâm không? Bởi vì chính chị là người mẹ, chị sẽ biết được cái khả năng của con mình có thể quán xuyến được cho hai em ở nơi xứ lạ hay không mà chị lại liều lĩnh giao hai em cho người con mới 15 tuổi. Và cái ý định chị trở về Việt Nam bán nhà xong chị sẽ qua liền hay là như thế nào thưa chị? Đúng rồi, tôi bán xong rồi tôi trở qua liền. Tại vì nó thì nít nó cũng còn ham chơi, mấy đứa em nữa thì mình chưa yên tâm cho mấy. Nhưng mà tại vì lý do công việc mình phải về thôi, về thì tôi bị bắt. Dạ, thì chị mới vừa chia sẻ, em cũng không muốn nói sâu vào cái quá khứ của mình. Bởi vì trong cuộc đời ai cũng có sự lỗi lầm và chị đã trả giống như là đền cái bản án mà lỗi lầm đó rồi. Em không muốn nhắc đến quá khứ. Thế nhưng chắc chắn một điều rằng khán giả sẽ có một cái sự thắc mắc là chị biết về Việt Nam là mình sẽ bị bắt phạm tội ngay thời điểm mà về Việt Nam thời điểm đó hay là trước đó rồi chị đi Singapore thì chị về chị mới bị bắt? Đi lâu rồi về mới bị bắt. Dạ, ý em muốn hỏi là trước đó ở Việt Nam chị đã có những cái phạm pháp rồi đúng không? Đúng rồi. Thì sau đó chị mới đi Singapore. Nhưng mà sau đó là từ Singapore về chị định bán nhà để mà chị có cuộc sống mới hoàn toàn mới luôn ở bên Singapore. Nhưng mà chị không có trốn được phải không chị? Không phải là chị sẽ lo sợ với những ngày mà đối diện với cái bản án, mà chị điều chị lo sợ nhất chính là tính mạng của ba đứa con mình ở nơi xứ lạ quê người. Thì lúc đó tôi bị bắt xong xuôi cái tôi mới có xin điều tra là tôi điện về cho con tôi. Thì lúc tôi điện về bên nước ngoài á thì bé Tài nó hỏi sao mẹ bị bắt, thì hai đứa nhỏ nó ngồi dậy luôn, nó khóc. Thì lúc đó tôi nghẹn ngào, tôi khóc không được mà tôi cũng không nói được. Thì điều tra mới giữ cái điện thoại lại thì tôi bị bắt vô. Lúc đó tôi không sợ bản án, tôi chết tôi cũng không sợ nữa, nhưng mà tôi chỉ lo cho những đứa con tôi còn lại thôi. Cho tới khi tôi thi hành án, tới khi tôi về thì sau chưa đầy một tháng thì tôi cũng ra đi tìm kiếm con tôi tới ngày hôm nay mà tôi chưa gặp. Mà về nước thì ba ghẻ nó thì dẫn hai đứa em nó đi để là nó thì nói với anh hai nó, thì hai anh em nó cũng hữu hỷ với nhau, nhưng mỗi một cái tánh mỗi một đứa nó khác nhau, không có đứa nào giống như nhau được.
thì thằng này thì nó chịu khó nó đi làm này kia, còn thằng kia thì nó bất mãn giống như giờ mẹ bị ở tù, ba không có, nó buồn, nó buông thả luôn. À vâng, em tại hiểu rồi, dạ dạ rồi. Có nghĩa là ở lứa tuổi 15-16 của đúng những rồi. Cậu thiếu niên thì trong một cái hoàn cảnh gia đình như thế, trong một cái môi trường sống như thế, không cha không mẹ nữa, thì chắc chắn là bạn sẽ có những cái bộc phát mà mình không thể lường trước được. Đúng và rồi. Đó là cái lý do mà bạn Đạt đi đến ngày hôm nay, đúng không ạ? Thì sau đó thì chắc chắn một điều rằng bạn Phi là người anh trai lớn đó, thì cũng lo cho em đó, nhưng mà chắc chắn là không bằng mẹ đâu, thì bởi vì Phi còn phải có những cái công việc mưu sinh của mình nữa, và đó là khoảng thời gian rất là dài mà Đạt mất liên lạc luôn. Thì sau khi mà chị thi hành án hơn 10 năm thì đến năm 2022 cuối năm 21 là chị về hả? Cuối năm 21 đầu 22 về. Là cũng trong cái dịp giáp Tết này luôn đúng không chị? Và cái điều đầu tiên mà khi chị về là chị chắc chắn một điều là chị đi tìm đứa con của mình. Đúng và rồi. Chị có thể chia sẻ về cái việc mà chị đã tìm kiếm như thế nào và chị đã có một cái le lối gì về cái thông tin của con trai mình hay không? Đầu tiên tôi về á là tôi tìm kiếm thằng con trai lớn tôi nhất trước là bé Phi. Rồi xong xuôi tôi kiếm Phi xong xuôi rồi mẹ con tôi đoàn tụ xong là bắt đầu mới kiếm tới hai đứa em nó xong xuôi đàng hoàng rồi bắt đầu là lúc đó tôi chưa có tiền mới về mà. Thì sao trong vòng một tháng tôi có tiền, tháng mấy tôi có tiền thì tôi có đi tìm kiếm con tôi đi 7 cái ngôi trường. Tôi tìm kiếm mà không phải một ngày mà 7 cái mà đi giống như một ngày đi xa lắm, thật chị tìm kiếm có 1-2 ngôi trường thôi mà tôi đi 7 cái ngôi trường rồi tôi kiếm con tôi không có. Thì nói chung là tôi có một cái bệnh rất là nặng mà tôi không biết tôi sống được bao nhiêu lâu. Tôi muốn tìm kiếm con tôi dù gặp một lần cũng được. Dạ vâng, em hiểu rồi, em hiểu được cái tâm trạng của chị rồi. Thì thật ra thì trong lúc đang ngồi đây với chị trong căn nhà này thì cạnh bên là cũng có người con trai lớn của chị. Thế nhưng em hiểu khi chị vừa hoàn thành xong cái bản án, chị trở về giống như một người mà lạc lõng như chợ đời, không có nhà, không cửa, không biết người thân đâu, đúng không? Và chị tìm được Phi trong cái hoàn cảnh nào, được cái đứa con trai lớn của mình á? Tôi về thì anh thứ ba anh trai tôi rước tôi về. Thì tôi ở nhà anh ba tôi thì con trai tôi thì nó biết chỗ anh ba. Hàng tháng thì nó đem tiền lên để cậu nó đi thăm mẹ. Thì gặp mẹ con thì bắt đầu là gặp xong xuôi thì mẹ con mới quyết định mướn nhà ở. Rồi mướn nhà ở xong xuôi rồi sau mà qua Tết thì tôi có tiền thì tôi mới đi tìm kiếm con thôi. Dạ vâng. Còn hai bạn nhỏ thì hiện giờ là ổn định không chị? Ổn định. Một thằng thì đi nghỉ vụ về thì bán xe hơi du lịch ở Bình Dương á cho cô nó. Còn đứa con gái thì đang đi học lớp 12. Dạ vâng. Hai bạn đó thì có người cha là chồng sau của chị. Dạ, phải không? Thì nói chung là cũng ổn rồi, mình nó cũng ổn. Không lo vấn đề đó. Còn bây giờ cái điều mà chị mong muốn nhất là tìm lại Đạt, đứa con mà đi một cách rất là bất ngờ như vậy, đến hôm nay cũng hơn 10 năm rồi. Dạ thì 2 năm mấy rồi. Dạ đúng rồi, em hiểu, có nghĩa là chị muốn chia sẻ rằng là mười mấy năm 2020 Đạt cũng đã liên hệ với lại hai người anh của mình đúng không? Một người anh và một người em của mình đúng không ạ? Là cụ thể là như thế nào chị? Tôi cũng không hiểu nữa, tại vì mình lúc mình ở trong đó mà về thì nghe nói là thằng này thì lúc đó nó đi làm cho công ty ban ngày thì điện thoại đâu có điện thì nó điện Zalo thôi. Thì nói xong xuôi là phải bỏ máy tại mình làm mà đâu có thời gian. Thì nó lên Bình Dương thì nó gặp em nó thì nó cũng nói chuyện thì nói ba tiếng rồi nó đi. Dạ. Rồi nó lên Tây Ninh nó cũng gặp thằng anh nó. Chị cho hình của bạn Đạt không? Dạ, chị cho em và mọi người xem để mà ai nhận ra bạn Đạt này thì chia sẻ. Thì thật ra thưa quý vị thì chị Phượng đây cũng không giấu giếm gì về cái việc mà vào năm 2020 Đạt đã gặp người anh hai của mình là Phi cũng như là gặp đứa em của mình là Tài. Và theo như hai người anh này cũng chia sẻ thì Đạt cũng dính vào những cái hệ lụy của xã hội thì sử dụng những chất kích thích thì quý vị biết rồi. Sở dĩ là Lê Hân Thiện phải nói ra vấn đề này để cho mọi người những cái người mà ở những cái trung tâm mà giáo dục thanh thiếu niên hoặc là những cái trại trường trại nào đó hoặc là bất cứ một cái ai đã từng biết được thông tin về một thanh niên giống giống như bạn Đạt này trong cái tình huống nào thì hãy giúp cho chị Phượng có cơ hội tìm lại đứa con của mình, dù cho đứa con nó có hư hay là nó như thế nào, đó cũng là một núm ruột mà
người mẹ này như chị chia sẻ đang có một căn bệnh cũng khá hiểm nghèo, không biết là khỏe mạnh đến khi nào để nhận được con. Thì thôi thì chúng ta hãy bỏ qua hết tất cả những vấn đề liên quan đến cái quá khứ cũng như là những cái sai lầm của ai. Cái điều mà chúng ta chia sẻ để làm cầu nối cho mẹ và con gặp nhau nó mới là điều quan trọng. Cho nên là một lần nữa Lan Thiện xin quý vị hãy cùng chia sẻ và nhìn cái hình ảnh này về bạn Đạt sinh năm 1996. Thì năm nay là bạn cũng bước qua tuổi 28 rồi. Thì nếu quý vị ai biết được thông tin hãy nhanh chóng liên hệ với Lan Thiện để Lan Thiện sẽ báo cho chị Phượng. Vậy chị hãy yên tâm. Thì em cũng muốn nghe chị có những cái lời nhắn nhủ với cộng đồng để mọi người thấy đó và sẽ giúp cho chị ạ. Dạ, trước hết tôi cũng cảm ơn cộng đồng xã hội và tất cả những cô chú anh em ở cộng đồng này. Vậy hay nữa là Lê Văn Thiện này cũng là người giúp đỡ cho tôi để tìm kiếm được con. Vậy tôi thành thật cảm ơn. Dạ vâng, Lan Thiện xin trân trọng cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm chia sẻ theo dõi video này. Xin hẹn gặp lại trong những video clip khác nha quý vị. Và Lan Thiện xin cầu chúc cho tất cả mọi người những điều bình an và hạnh phúc nhất ạ. Xin trân trọng kính chào ạ. Dạ.